Ok, xin chào các bạn đã trở lại với channel của mình Mèo đây. Và ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với Pixelmon tập tiếp theo nha anh em ơi. Yeah, và lần trước á là mình cũng đã không kịp quay, nên là bây giờ mình mới quay bù nha. Và trong khoảng thời gian tập trước mình không quay, nhưng mình cũng đã vào cày bù lại cho đỡ thọ đây anh em ơi. Và hiện tại Pokemon của mình đã đồng level 60 và 70 hết rồi, để có thể đi kịp bắt Pokemon huyền thoại anh em ạ. Bởi vì là bây giờ anh em có huyền thoại hết rồi. Và trong lần trước á thì mình đã có một cái trứng Ultra Beat, thì mình cũng đã sinh ra được cái con Goodlord này nha anh em. Okay, bây giờ thì mình sẽ phải mở quà phân tặng của các bạn ngày hôm nay thôi. Lần trước các bạn đã tặng mình hai cái này các bạn ơi, thì để xem lần này sẽ là cái gì nào anh em. Wow, được 7XL candy và một vài cái loại bôn. Ok, nói chung là quà phân tặng hiện tại vẫn đang giới hạn một vài lệnh, nên hiện tại các bạn chỉ gift cho mình được những cái lệnh có candy thôi anh em ơi, nhưng mà không được nhiều lắm đâu. Thì mình sẽ cho các bạn xem cái con Quacovo này của mình đã lên level 60 mấy rồi, The Choose One rồi. Nhưng mà bây giờ hiện tại là sức mạnh của nó cũng khá là hạn chế thôi, được cái là tốc độ cao. Con này của mình thì cộng vào special attack, nhưng mà vẫn chưa bạn nào nói cho mình là con này cộng vào special attack hay là cộng vào attack cả, nên là hiện tại mình đang khá mông lung, không biết là con này chỉ số cộng nên cộng cái gì. Wake Crash, ui một chiêu vật lý à. Ôi vậy là con này có thiên hướng vật lý à anh em. Ấy chà chà, có thiên hướng vật lý thì lại ngon đấy chứ nhở. Rồi em Zoroark cũng thế, em này cũng là một trong những em mình rất là thích, bởi vì là main đã sử dụng rất là nhiều. Bộ kỹ năng thì cũng không có gì ngoài vài chiêu tấn công, đặc biệt là em Goodlord này máu trâu chưa các bạn, 419 máu anh em ơi. Em này để mình đi bắt huyền thoại nha các bạn ơi. Yeah, hey yo yo, à con gà thanh niên á. Ôi con gà, con gà gáy à. Ui bot ơi, đánh được không đây mà. Ui đánh được hạt chứ, ai chà Necroma luôn mà ghê nhờ. Ôi thiên nhiên Ultra Beat các kiểu ghê ta. Ui thôi nhường ông đấy sất ạ. Zio qua đây, Zio qua đây tôi bảo. Nhường ông đấy. Zio qua đây tôi bảo. Thôi cái này để em nhá. Sao đây. Ai. Để Harry đánh đi. Tôi bảo ông bây giờ ông có kẹo không? Ôi đừng qua đó ông ơi. Ông sẽ bị hút ra khỏi hố đen đấy. Vùng đất chết à? Ê tôi bảo này, bây giờ ông có kẹo không? Từ từ sất. Gì? Xem kìa. Ui. Gì ấy? Ủa con này con mới hả? Hay con gì ấy? Cô Rai Đon ơi. Thật linh. Ủa? Đẹp phải. Áo ở đây đây, ảo đây. Dio, bây giờ cược hai kẹo ông rồi ông đấu nhau. Qua đây ông mày. Nào. Tôi với ông vào rừng đi, công chúa ngủ trong rừng. Ôi bây giờ nói thật đi, đội hình ông như nào rồi đây? Tôi chắc căng 10 ông ạ. À kinh nhở. Rồi đội hình gì đây? Bây giờ đội hình cần 11 ông đấy chứ. Ui tiêu diêu nhỉ. Tiêu diêu, thân hình đâu vậy? Đây. Ái chà chà, chơi mấy series cũng chơi đi chơi lại con này là sao? Rồi bây giờ cực kẹo không? Kiếm chỗ nào rộng đánh ông ơi. Ông là công chúa đúng không? Dạ, ông đi. Alo. Ai công nhất thì làm nhá. Đây, ở đây được rồi ông ơi. Đây, đẹp luôn, đi như còng vút luôn đi như. Bây giờ tôi có một cái đấu trường chỗ này đẹp lắm. Đâu vậy? Ông ngoài kia hả? Không? Có. Ừ, bơi đi. Không, có con bay xong lại bơi. Mà chấm boy. Cho mát ông ơi, lâu rồi. Rồi, ok. Ui, mát đấy. Rồi, bây giờ luật như nào đây? Bây giờ thắng thì lấy được 2 XL candy thôi. XL what? Yeah. Gì có ông ơi? Ui, fan ông không chất lượng rồi. Ui, tôi có kẹo đây này. Thế thì, đấy ông có kẹo đây. Tôi có kẹo thường ông đó không? Kẹo thường 1XL candy bằng 2 kẹo thường. Ok. Ok. Không. À ừ được. Tôi đỏ khác, tôi đang nghèo mà. Ok. Rồi. Bây giờ lại cược nha. Không, ông ném thùng viên nữa mới đủ. Không, thế ông ném 2 kẹo đi. Ông ném trước đi, ông nghỉ. Ông không uy tín, cái chữ tín ông ít lắm. Đấy. Chưa nhặt nha. Rồi đấy, hai cục đấy. À, chưa nhặt nha. Ông nhặt rồi nha. Ông rất là lưu tiêu diêu. Tôi chưa nhặt. Ok. Ông rất là lưu tiêu diêu chứ. Đấy. Đấy, ông đã nhặt rồi. Rồi, ông lưu tiêu diêu đó, tôi không nghĩ với ông đâu. Đây, một viên nữa đấy. Ok, rồi bây giờ cược 1 XL candy thôi. Ok, thích cược. Rồi. Thêm cái thường nữa nha.
Ok, bây giờ đánh full đội hình luôn thôi, tôi sợ gì ông rồi. Càng hai. Yes sir. Tôi suy nghĩ phải kìa. Suy nghĩ của ông ảo đấy à. Cái suy nghĩ. Chơi bữa nhá, vô luôn nè. Của Lòng Mà đây. Lòng Mà Bắc Giang hả? Ăn đòn. Trời ơi, chơi này đi nhờ. Tiền sử không ạ? Tôi là quái thú. Tiền sử, tiền sử. Rồi. Tiền sử bệnh tiền sử. Tiền sử. Chết luôn đấy chứ. Ui, tôi thôi. Đi tiêu diêu tôi không ăn được ông ấy. Tôi nhờ đấy ông ạ. Đây này, chùm tăng này ông ạ. Ây da, chùm tăng. Ôi, thanh niên kia toàn Pokemon lạ nhỉ. Thanh niên có gen 9 rồi. Ôi giời ơi, thanh niên hack game hay sao ấy chứ. Trời, ông bị tê liệt rồi kìa. Tê liệt này không là gì cả ông ơi. Thanh niên này như mới ngủ dậy hay sao. Đúng không? Không. Mới ngủ dậy trắng nhỉ. Tê liệt này không xem là này. Gì cả. Ê, xem này, xem này. Đâu, đâu? Ơ? Nhân. Khó nhờ. Nhân, nhân, nhân. Giờ diêu, mà đổi. Diêu, diêu này. Thôi, bỏ luôn đi. Bỏ luôn. Rồi, tôi xin kẹo nha. Tự nhiên xin lại. Xin này. Tự nhiên lại ăn được kẹo. Ui giời, 78 luôn mà. 78 chứ bộ. Cho đúng một con à? Ảo thế, trời ơi. Không, mới bắt là 78 luôn không ạ? Vãi. Ông qua xem video tôi đi nhé. Chơi, chơi, chơi. Ui, 7 tôi thích luôn thì chơi luôn đi chứ nhờ. Con yếu lắm không ạ? Nhờn, khắc chế của ông đây. Ông biết không hả? Ông quên à? Ủa, này hả gì? Ông quên tâm linh làm sao ăn được bóng đêm của ông? Này đi nhờ. Oh, oh my god. Sốc tâm lý, sốc tâm lý. Giờ sao? Giờ ông tính sao? Chưa. Sốc chưa, sốc chưa? Ông còn nghĩ đi bên cạnh này đúng không? Oh my god. Yeah, good lord. Đây rồi. Là tôi đố ông thắng tôi được luôn đi chứ. Đố thắng được. Đố đánh được luôn, đố ông đánh được luôn. Cái tê liệt này nó cũng chỉ là cái hiệu ứng thôi. Ông xem tôi bắn vào đâu kìa. Bắn vào mồm. Mồm cái này nó to, nó nuốt hết, nuốt hết chiêu. Ôi, thanh niên này chơi chiêu khúc chiêu à. Chà, rồng à, toàn rồng nhờ, toàn rồng nhờ. Ông đâu đi, đoán được cái bước đi của tôi. Đây đi, Charizard. Tôi vẫn còn rồng nha. Ờ, ăn đòn ngay. Ây da. Ăn đòn ngay. Out check luôn mà, ông chết trước, chắc chắn. Là out trình đấy ông à. Out trình, out trình, ok. Out trình à. Ok chưa? Tanh nè, vẫn còn, à, vẫn còn tanh. Từ từ bro. Từ từ bro. Còn họ, ấy. Ấy, lưu tiêu diêu. Chết rồi, hình như chết rồi. Xem rắn cạp này. Rắn làm sao cạp được qua cái lớp đá này. Ui, nó trâu như. Thanh niên này là cha, thanh niên này là sir đấy ông ơi. Sir là sao? Ông nhìn mặt nó xem. Yeah, rất là sigma luôn đấy chứ. Rất là ban châm lâm. Rồi chết rồi, chết rồi, ăn ba tô cơm luôn. Yeah. Ui. Về ăn ba tô cơm cho khỏe nhá. Tôi xin nào. Nào, nhanh nhanh đừng có li ti diêu. Không nhá, không chơi li ti diêu nhá. Ôi giời ơi, Dio lạc ra xã hội rồi kìa. Dio trốn này em ơi, Dio trốn này, Dio không chịu trả cho anh. Trả đi, trả đi, trả đi. Trả đi. Luôn à. Trả đi. Có nhà. Ok, rồi xem. Rồi rồi, được rồi, được rồi. Lại quá. Sao anh hết hôm bữa anh tiên bút trong server đúng không? Đúng rồi em ơi. Em muốn trả thù nè. Em muốn trả thù đúng không? Được, bây giờ phải có cá gì anh mới trả thù được. Cá gì cũng được, giờ em không ngán mốt thằng nào. Kinh nhờ. Bây giờ em có Ray Candy với cả XLF Candy không? Em có được mỗi cái Ray Candy này thôi. Thế thì bây giờ cược 2 Ray Candy đi. Anh có 1 Ray Candy à? Em có 2, anh thấy rồi. Ok nè, 2 cái nè, được rồi, 2 cái nè. Ok. Rén, rén. Rồi nhá, 2 cái đúng không? Đúng rồi. Vô. Đây. Yo, ủa, anh chưa phục Pokemon à? Sao vô đấm nhau em được? Anh hồi phục rồi, yên tâm. À, phục rồi à? Yeah. Ok, ok. Hey. Yo, anh ơi. Ui giời ơi, tôi tưởng như thế sao nào. Sao cao thế? Ê, hóa ra ứng... Liêu tiêu diêu. Anh lại làm chủ. Mấy thanh niên này cái tập đấy, mấy anh em bắt huyền thoại, mình không bắt các bạn ơi. Này đi. Ôi, gái ngứa ơi. Đấm nó, đau chưa? Con chó nơi sết là mạnh lắm các bạn ơi. Cứ mượn gió bẻ măng đi nhá. Xúc nó. Mượn gió bẻ măng ăn đòn ngay.
Nha, con năm sáu này. Này mạnh lắm. Rồi mạnh dữ chưa? Rồi mạnh dữ chưa? Chưa thấy điểm nào mạnh luôn. Nhầm. Ôi một đòn đi ạ. Đâu đòn nào? Chơi 455. Ê à, này đi. Con này nó chỉ thiên về đép thôi, con này dùng SD mà. SD nè. Mày đi luôn. Ui. Hạ màn thôi. Ơi, cho nó ra sớm thế. Hạ màn thôi. Chứ giờ con Mega nó bào mòn hết đội hình ấy, không được. Xúc nó. Trời ơi, nó bắn hết rồi. Xúc này. Được rồi. ok. Anh em đã rút. À, ăn đòn ngay. Rồi, một chiêu cút. Đây nè. Một chiêu cút. Thấy chưa? Nhanh ác luôn á. Ui. Hay quá. Còn combo nữa. Ây à, cút, con này không cút. Ây à, con này nhanh đấy. Cút nốt. Ui, ây à, tay lên cầu điện thoại. Ây à, có được rồi. Cắt đôi không khí. Ây à, hoài sắn thế nhờ. Là một chiêu chết luôn là chiêu nào nhờ. Ôi, đến lúc bài tủ ra rồi. Ui, con này điện thoại gen 9 hả em? Đúng rồi, điện thoại gen 9 đấy. Ui ôi. Sục nó. Ui nhỏ nha. À trời ơi, yếu ác. Yếu ác đó. Ủa, đen chín sao bắn thế? Sao rồi nào? Chín ơi à, bên cá sấu lên bờ à. Ôi cá sấu lại cút lên xuống bờ này. Ôi trời. Anh ơi chùm ra bờ nhá. Đưa anh hai Ray Candy nào. Đưa anh hai Ray Candy vào để tập này anh bắt huyền thoại nào. Ui. Ê Gen 9 còn huyền thoại nào giống em không vậy? Có Miradon á. Con nào vậy ta? Con Miradon á. Em chat tên anh xem nào tí anh bắt. Nè. Thật đi này không cập nhật xu hướng rồi. Miradon. Ừ. Đéo em. Coi như trời đổ mưa rồi, cái này coi như thay em. Rồi Dio đi ra đi Dio. Lâm lè quá. Trời ơi con áo ta con này mạnh quá. Con này mạnh mà Ultra Beat mạnh nhất mày em. Thì xin nào. Trông lắm. Con nó yếu lắm Harry ạ. Anh mở trứng ra đó. Á. Nào! Sao kẹo tôi là thanh niên này vậy? Học đi anh rồi! Trả tôi! Trả tôi đi ní! Đây, trả đây! Bây giờ ông phải nói cái câu gì hay xíu! Hay cái quét ấy! Đưa tôi! Nói đi! Anh Diêu âm ba tô cơm đưa em! Hay cái kẹo! Come on man! Đây, ông nói chưa hay nên là đưa 50%. Thôi cho ông luôn đi, núp ơi, về. Ơi. Ui, núp này tặng ông đấy. Thôi, tặng dữ chưa hay mồ hôi công sức của người ta? Có người bạn là tìm ông này. Đâu. Wow, đây. Giống y là tôi luôn, sau múi cái kiểu. Ui, nhìn hơi béo ấy. Rồi. Ê. Rồi, bye bye thân đi nhá. Không có cái... Sao đây? Thôi, không có gì ông ơi. Rồi, tôi đang đi từ nhà ông ơi. Chuyển nhà ông đâu ông chuyển nhà đoạn nào tôi chuyển với. Thấy ông đi tìm ấy đi hay mình ở gần đây không ơi. Thế ông đi tìm đi để tôi xem cái thông tin của điện thoại kia ông ơi. Yeah boy tìm đi có gì tôi tele qua ông ơi. Sắp ơi con đi chói. Ok nhá. Ảo rồi đấy các bạn ơi, nhưng mà không, mình đã là chùm server các bạn ạ, lại là chùm. Quay trở lại không bị thọt nha anh em, bởi vì mình rất là chăm cầy các anh em ạ. Đấy, không bị thọt, rất là ngon. Rồi, nói chung là mình nói luôn nha các bạn là trong lần này bọn mình vẫn xài được những cái lệnh PC các kiểu nha, cho nó tiện anh em ơi. Ok, và hiện tại là bọn mình đang di chuyển đến một nơi khác. Mình sẽ ra cái nơi này. Bây giờ mình sẽ lên search cái em Harry nói nha các bạn ơi. Ui, cái con Miraidon nó siêu đẹp luôn các bạn ơi. Mình đã xem trên mạng nè, nó đẹp vai trưởng luôn á các bạn ơi. Ui, nó là hệ điện và hệ dòng. Ui trời ơi, nhưng mà Pokemon hệ điện cùi lắm các bạn ơi. Làm sao để có thể bắt nó đây? Chúng ta có tỷ lệ 1.6% là sẽ bắt được nó các bạn ạ. A few minutes later. Sau 15 phút tìm hiểu thì mình thấy là con đấy nó hiện tại là nó chưa chính thức trong game, nhưng mà bọn mình cũng đã có con đấy rồi. Nói chung là bọn mình đã mua một cái bản để có thể là cập nhật trước với con Gen 9, nên là hiện tại con đấy ở trong địa điểm spawn của bản chính thức là nó sẽ ở trên núi cao. Núi cao
sao nào cũng được. Nói chung là nó khá là giống Rayquaza Extreme Hue chứ các bạn ơi. Ok, nên là mình sẽ lên thử nha anh em ơi. Còn bản chính thức là cách bắt thật sự như nào thì mình cũng chưa rõ nha, nhưng mà đây chỉ là bản early access của bọn mình đã mua nha anh em. Mong là ngày hôm nay bắt được con này các bạn ơi, cho nó ngầu anh em ạ, gen 9 cho nó bắt cháy nhỉ, lưu tiêu diêu tí nhỉ. Ok, bởi vì hiện tại cái map của bọn mình ấy nó đang bị một chỗ là có một chỗ nó rất là dễ bị despawn anh em ơi, bị crash game, nên là bọn mình đang phải né cái đoạn đấy ra, không dám đi gần luôn đấy các bạn. Đó, ở đây là một khu rừng rồi, không sao, tiện mình sẽ bay mình nở trứng luôn vậy. Một khu đất rất là đẹp các bạn ơi, nhưng mà chúng ta sẽ phải đi qua đây thôi. Mong là không đến cái chỗ nào bị crash các bạn ơi. Ui, Electabuzz luôn à? Ủa? Em Electabuzz này mình cứ nhầm với một em gen 8 các bạn ơi. Ui, vùng đất chết các bạn ơi. Ê, thực ra tính ra là cái biome này cũng hợp lý nha, nhưng mà nó không cao lắm nhở. Cái biome này chỉ hợp những cái con Pokemon huyền thoại form lạ lạ, nhưng mà nó ở dưới mặt đất thôi. Vùng đất chết là thực ra cũng hợp lý đấy, nếu mà treo ở đấy là cũng có khả năng ra những con ngon, nhưng mà mình đang muốn test một con gen 9 hơn. Đấy, nên là mình sẽ test con gen 9 để xem nó như thế nào các bạn ơi. Yes, sir. Địa điểm này cũng tính là núi cao đó bạn ơi. Yep, đi mãi thì cũng thấy anh em ạ. Đây rồi, mình sẽ tìm cái vị trí cao nhất của cái núi này nha bạn ơi. Đây, trên này. Ok, mình nghĩ là mình sẽ treo ở cái dãy này đi để xem là có gì không nhá các bạn nhá. Đây, cái dãy này cũng khá là cao đây anh em ơi. Đó, đợi thôi. Server nãy mà mình chơi khá lâu rồi, nên là hiện tại chỉ cần đợi một ít nữa thôi thì sẽ spawn luôn, chứ không cần phải đợi lại từ đầu mấy tiếng đâu anh em ơi. Bởi vì nãy giờ Legendary vẫn chưa xuất hiện các bạn ạ. Đó, cho nên là bọn mình vẫn có đợi một ít thôi. Quan trọng là địa điểm mấy thanh niên kia spawn hay địa điểm mình spawn. Ơ, chỉ còn Harry đây này. Đây này các bạn ơi. Đây ơi, vậy là nó hên spawn ở ngay chỗ mình anh em ạ. Ô, level 10 ạ, bách ở trường. Thật là em. Ôi trời ơi, level 10 thì bắt như nào đây ta. Level 10 thì thôi cứ ném vậy. Nó là huyền thoại nhưng mà nó level thấp các bạn ơi, nên mình nghĩ là cứ ném bone là mình nghĩ là được thôi. Bây giờ đố làm gì đúng không anh em. Đấy, ôi, đấy chưa các bạn ơi. Bắt cái là được luôn các bạn ạ. Rồi, chúng ta đã bắt được Miraidon và chúng ta bắt được non-starter form, một cái form lạ của một con Pokemon anh em ơi, và chúng ta bắt được Rainbow form, một con Pokemon form cầu vồng anh em ạ. Ôi, wow, xịn vai trưởng các bạn ơi. Trời ơi, ok, bây giờ thì mình sẽ thử bỏ ra con này nha. Ui, đẹp vai. Rồi, con này chắc chắn là phải thay cho một con trong đội hình mình, đó chính là cái con chó này. Không, mọi người cứ gọi là chó của Nosurt các bạn ơi, chó Nosurt mạnh lắm anh em ạ. Ui, đẹp vai. Sao con này đẹp vậy? Ok, để anh xem nào. Em giảm special attack à? Tôi chết rồi. Mấy con này thường là special attack nó phải cao các bạn ơi. Lỏ thế nhờ. Chết rồi. Có cái nào thay không, nhưng mà bù lại được cộng speed các bạn ơi. Con này thì mình sẽ tính toán nha, bởi vì mình biết là ít bạn biết con này lắm, nên là chắc các bạn cũng không biết làm sao để cộng move con này khỏe đâu. Ui, cái mắt nó nhờ đẹp chưa anh em ơi. Wow, đẹp vai. Con này tên khá là giống với con mà Harry có, nên mình không biết là nó có cùng chủng loại không, nhưng mà đều là của Pokemon huyền thoại gen 9 thì mình nghĩ là có sự liên quan anh em ơi. Nhưng mà con này hệ điện, thường ấy trong ký ức của mình những con hệ điện nó rất là cùi, cho nên là mình không biết là cái con Miraidon mới của mình này nó như thế nào các bạn ơi. Và để mình xem nào. Rồi, không bay được à, không ngồi bay được à, nani, sao vậy ta, ta không ngồi bay được ta. Ok, em này thì có dùng chiêu gì được không nhở. Em này thì chưa dùng được chiêu gì. Ok, mình sẽ đi đánh nhau thử xem là cái skill em này như thế nào các bạn nhé. Rồi, Miraidon. Yeah, ui, y hệt một con rồng thần. Water Gun. Ui, hiện tại chiêu em này đang khá là yếu các bạn ơi. Mình lên level 4 mấy rồi mà vẫn chưa cho mình học một cái chiêu nào mới. Chắc là cái dạng này nó là early access, truy cập sớm em, chưa phải là bản chính thức. Chắc là mấy em chưa chính thức này phải dùng đi học. Ui, nhìn nó di chuyển kìa. Ui, được đấy chứ. Rồi, cầm con Miraidon ra đánh nè. Được. Sớm thôi, mình sẽ trở thành chùm server anh em ơi. Mà hiện tại mình đang là chùm luôn rồi mà các bạn, đúng không? Bây giờ thì gặp mọi người là mình đang khỏe nhất rồi. Mình không có rén bố con thằng nào nữa.
lại một ngôi làng. Bây giờ mình rất dễ vào làng, lại vào làng rất là dễ bị despawn. Nhưng mà không sao, bọn mình đã có cách khắc phục despawn rồi. Nên là cứ vào thôi. Trứng của mình sắp 20 cây rồi. Để xem trứng 20 km. Keo đeo ấy. Ocean biome à? Chắc không phải ở chỗ mình rồi các bạn ơi. Đấy các bạn thấy không? Nói chung là có thời gian thì hiện tại spawn liên tục à. Ui, ở đây cầm cái gym đất. Được rồi, mình sẽ đánh cái gym này nha anh em ơi. Ôi chết rồi, mình quên chết rồi. Vậy là trong cái nhà cũ của mình, cái nhà mà mình đã bỏ đi, lại Latia thì ôi vãi hò. Cái nhà mình mà mình đã bỏ đi hiện tại là nhà đấy đang giữ cái F-Zone của mình, nhưng mà mình quên cầm theo bởi vì là bây giờ cái làng đấy nó bị lỗi rồi, nên là cầm theo là bị despawn ngay anh em. Ok, hiện tại là ngôi làng này cũng bán khá là nhiều thứ. Để xem nào, ông này thì bán đĩa, ui Galarian. Bạn này thì bán bone à. Mình sẽ lưu cái địa điểm này là làng 1 nha các bạn ơi. Chúng ta sẽ lưu địa điểm từng làng, chúng ta sẽ qua dần nhá. Rồi bây giờ thì để mình xem nào, cái khu y tế này có cái gì không ta. Ui, vẫn là chị Crush đời đầu của mình. Okay. Rồi lấy một vài viên thuốc thì bán các bạn ơi, cho đỡ chật. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiến đấu cái gym này nha anh em. Rồi đâu nào, level 35. Ui giời ơi, cho Mirador đánh luôn các bạn ơi. Test khả năng, Sky Attack. Đánh mấy con đá này dùng Sky Attack. Ui, nó có Gigantamax anh em ơi. Kệ đi, Gigantamax tầm này cùi các bạn ơi. Này thì nhờ đấy các bạn thấy chưa, Sky Attack khỏe phết. Rồi hiện tại ta mới bắt đấy. Hiện tại ta mới bắt đấy cù. Chỉ là chứ nó chưa chính thức thôi. Cái tiêu đề Legendary của mình vẫn chưa, cái thành tựu tên Legendary của mình vẫn chưa bị phá. Chứng tỏ là cái con này nó không được tính là Legendary hay sao các bạn ạ. Hoặc là ở bản chính thức nên là game nó không nhận. Nên là ok, tạm thời là bây giờ mình vẫn còn nguyên cái tiêu đề Legendary nha. Rồi, ui, Mirrodon từ chối cái phát tấn công này. Ui, Mirrodon có thể né được phát tấn công này à? Đỉnh nhờ. Đỉnh đấy chứ các bạn. Ok, Water Gun đi, chiêu này hơi yếu. Chiêu Water Gun là của mấy con Pokemon cùi cùi anh em ạ. Nên là hơi yếu. Lúc mình spawn ra con này có level 10 rồi, mình nghĩ ảo ấy ta. Tại sao nhỉ? Của Harry spawn ra huyền thoại level 7 mấy rồi, mình level 10. Trời ơi, tốn kẹo thật sự luôn ấy. Rồi, ăn đòn. Ai ăn đòn? Ui, một chiêu rất là yếu nha. Nhưng mà rơi vào con Mirrodon này thì khi sử dụng lên các Pokemon khác nó vẫn rất là khỏe như bình thường anh em ạ. Ăn đòn, nên là mình sẽ cho mấy con này ăn đòn nha các bạn. Water Gun là khỏe đến từ vị trí của Mirrodon. Rồi, ấy da, Rampardos cũng khỏe đấy chứ. Nhưng mà ăn đòn nốt, cộng thêm một con Anonis ăn đòn nốt anh em ơi. Yeah, ui được một cái đĩa Rock Slide và một cái Clip Badge. Vậy là thắng luôn rồi à? Vậy là khéo là chúng ta phải đi từ dưới lên trên chứ không phải từ trên xuống dưới anh em ơi. Ok, học chiêu Rock Slide. Không học được các bạn ơi. Em Pro Bo này học được không ta? Học được nè, Rock Slide nè. Học một chiêu đi bởi vì em này ít chiêu tấn công quá. Học xong vẫn còn đĩa. Đĩa này là đĩa bất tử à, được cái chứ. Rồi bây giờ thì mình sẽ xuống đây cày cấp luôn nha các bạn ơi. Đấy, coi như cày cấp cho Mirrodon thôi, cho đỡ tốn kẹo các bạn ơi. Và mỗi khi đánh xong thì mình vẫn sẽ nhận được kinh nghiệm nha các bạn ơi. Thì mình muốn phù phép giáp hay gì cũng được, nhưng mà thôi mình không muốn mặc giáp đâu. Mình muốn Pixelry Pixelmon là phải để lộ skin của mình cơ. Mấy con này là đi hết với em Mirrodon siêu thân tinh của ta. Em một em rồng huyền thoại, một em rồng rất là đỉnh cao, nhìn nó giống một thực thể của thần đấy các bạn ơi. Một thực thể của một vị thần nào đó. Đấy các bạn này không? Cứ đánh là lên cấp thôi à. Ngon lắm anh em ơi. Lên level 57 luôn rồi. Cày cấp cho Mirrodon nào. Ui, gặp được cái gym đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa luôn các bạn ơi. I will show you how strong rock are. Đấy, tôi sẽ cho bạn thấy những cái người dùng hệ đá khỏe như nào. Khỏe như nào hả? Một chiêu là chết. Đấy, Mirrodon dùng một chiêu là chết các bạn ơi. Ok, sắp sánh vai được rồi. Nãy mọi người bị con Ultra Beast của mình làm cho sốc tâm lý anh em ơi. Đúng là trùm server mà anh em, sao mà đỡ được. Rồi, bởi vì mình cày con Good Lord này để mình bắt huyền thoại anh em, mà không nghĩ là huyền thoại của mình ngày hôm nay bắt lại level 10. Lưu tiêu diêu vậy, lần sau bắt thêm một con huyền thoại level 70 sẵn các bạn ơi, cho nó khỏe nha anh em. Giết nè, Water Gun. Chiêu Water Gun của mình sắp hết lượt sử dụng rồi các bạn ơi. Bọn này nó còn cho ăn strawberry đấy các bạn ạ. Không sao, mình sẽ đánh hết cái gym này nha anh em. Nên là vào 62 luôn rồi. Thề đánh nó. Đúng rồi, Sky Attack phải gồng hơi lâu các bạn ơi. Payday xem nào. Tập này Sky Attack dùng hơi lâu đấy. Ui chưa, Payday đam khỏe này các bạn. Hợp lý. Mirrodon. Rồi, quầy thực thể của thần nha các bạn ơi. Đừng đùa. Đấy các bạn, mình cho các bạn xem này. Đấy, đẹp trai liền, đẹp trai liền. Giết nè. Ui, rớt vàng ra. Vãi cả trưởng thật. Mấy thanh niên rớt vàng ra. Ok, thôi
Mình đánh thế rồi, mình chán này các bạn ơi. Ok, đi về rồi. Mà giờ còn nhà đâu để về nữa. Nhưng mà con Mirrodon của mình lên level 64 rồi nha các bạn ơi. Ok, và nói chung là clip này của mình sẽ kết thúc ở đây thôi. Hiện tại là mình cũng không biết thêm làm thêm gì nữa, là mình sẽ xin phép các bạn kết thúc ở đây để ngày mai mình kịp đăng clip nha anh em ơi. Đăng muộn là các bạn xem ở những kênh khác hết đấy. Rồi, và nếu các bạn muốn xem những cái chuyến hành trình riêng của mình thì đừng quên đăng ký cho kênh Nerdshot Gaming của mình nha. Cảm ơn rất nhiều vì xem clip này của mình. Đừng quên lên shop nerdshot.com để có thể mua được chuyến của mình một ạc blog food siêu ngon nha anh em. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.